Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê PCB các bác nhé. Trên màn hình các bác đang theo dõi video, đây là hai cái mẫu bơm máy cao cấp, có thể nói là hai cái mẫu hai cây bơm vàng trong làng chơi PCB các bác nhé. Và ngày hôm nay em rất vui khi được mang cái niềm vinh dự đó, một cái niềm đam mê đến chia sẻ với các bác và anh em về cái mẫu dòng bơm máy để cho anh em chơi củi Condo FX Talon Benjamin các bác nhé. Có thể nói đây là hai con bơm cực kỳ là cao cấp của làng chơi PCB các bác. Các bác nhìn từ hình thức cho đến ngoại hình cho em nhé. Đấy. Những cái mẫu bơm này thì nó đều có chung cái ưu điểm là bơm cực kỳ là khỏe, bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Đấy. Trên thị trường rất chia nhiều anh em đã tin tưởng và sử dụng những cái dòng bơm này. Chất lượng thì khỏi phải bàn cãi rồi các bác nhé. Đấy. Bác nào muốn mua hàng thì nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop để đặt hàng nhé. Bên em sẽ ship code COD đồng kiểm 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc. Tất cả các dòng bơm này sẽ có chế độ bảo hành lên đến 24 tháng các bác nhé. Đấy, bảo hành 2 năm. Đặc biệt là trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, khi các bác mua một bơm này sẽ được khuyến mại tặng theo một cái ti bơm xoay cua như này các bác nhé. Đấy. Cái ti bơm xoay cua như này trên thị trường đang bán đâu đấy khoảng tầm 250, hôm nay chỉ để tặng cho các bác và anh em thôi nhé. Đấy, số lượng thì em đã chuẩn bị khoảng độ tầm hơn trăm cái ti này để tặng cho anh em nhé. Nên anh em mua bơm thì anh em cứ yên tâm nhé. Đấy. Trong quá trình các bác dùng nó đẩy hơi kém này. Đấy, các bác dùng khoảng độ tầm vài năm hơi nó lên kém, các bác chỉ cần thay cái ti này bơm các bác bật lên khỏe cực kỳ luôn các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác về hai cái mẫu bơm này và em sẽ test thực tế cho bác xem con bơm Hyundai nhé. Đấy. Thì trước khi giới thiệu về cái mẫu bơm Hyundai thì các bác cho em giới thiệu qua về cái dòng bơm máy của đến từ thương hiệu Yanma nhé. Đây. Các bác quan sát qua một vòng cho em nhé. Con này thì sẽ sở hữu đầu bò lớn này, có ốc chống cháy nổ này, lọc ẩm sẽ lọc ẩm to nhé. Cái con này các bác chơi thì màn hình các bác cắm điện vào nó sẽ hiển thị tất cả các thông số ở trên này nhé. Mình ấn tăng giảm cân ở đây, ấn tắt mở ở đây. Con này có cài đặt áp suất tự động ngắt các bác nhé. Đấy. Cái này thì đến từ thương hiệu Yanma, hàng của Nhật quá là đẳng cấp rồi các bác nhé. Đấy. Có thể nói đây là một cái viên đá tảng ở trong làng BCB, đặc biệt là cái dòng bơm máy Yanma đã được 5 tháng và thời gian chứng minh, anh em sử dụng khá là nhiều rồi, chất lượng thì khỏi phải bàn cãi các bác. Đấy, con này sẽ có chức năng gì ạ? Cài đặt áp suất tự động ngắt này, bơm hơi lên cực kỳ là khỏe, đầu bò lớn, piston lớn, bơm hơi đẩy cực kỳ là khỏe các bác nhé. Đấy, cái dòng bơm này thì em sẽ bảo hành cho các bác và anh em động cơ, máy móc, đầu bò, thời gian lên đến 24 tháng các bác nhé. Đấy, các bác bơm những cái dòng bơm này, các bác bơm khoảng độ tầm 100 cân ấy thì nó chỉ khoảng độ tầm chưa đến 60 giây đâu các bạn. Đấy, bơm cực kỳ là khét luôn đấy. Cái dây con bơm Yanma nhé, thì hiện tại con này đang ở bên em bán giá công khai 4.800.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. 4.800.000 bao ship đấy. Còn hôm nay em sẽ test thực tế con bơm Hyundai cho các bác và anh em xem, em sẽ báo giá cụ thể cho các bác và anh em xem con giá của con bơm máy Hyundai luôn nhé. Đây, cái này tất cả các dòng bơm này thì nó sẽ dùng dây khớp tháo nối nhanh hết các bác nhé. Đấy, khi nào bơm các bác đóng vào, bơm xong các bác tháo ra nhé, cực kỳ là tiện đúng không. Đây, em đã chuẩn bị sẵn một cái bình carbon Bắc Đai nhé. Đây em đang để hiện tại là không cân nhé, bình 0.42 các bác nhé, thể tích 0.42, bình carbon Bắc Đai. Bác nào mà đang xem video, các bác nào muốn nâng cấp bình này hoặc nâng cấp van thì các bác cũng alo đến hai đầu số của shop nhé, em giới thiệu qua ngoài lề một chút. Cái bình carbon này, bình carbon Bắc Đa bên em là bán giá công khai là 1.850.000. Còn van cờ liên kết hộp mở, cái loại này là hàng 12 đĩa chính hãng công ty các bác. Đấy, đời mới nhất 2024 sẽ là mẫu van 12 đĩa, chơi cực kỳ là ổn định, hồi hơi hồi áp nhanh các bác nhé. Đấy, ổn định ở mọi giải tốc luôn nhé. Cái bình này thì 1.850.000, cái van này là 850.000 các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test thực tế cho bác xem con bơm này nhé. Đấy, test thực tế cho anh em xem. Đấy, em đang để ở hiện tại là 0kg các bác nhé, 0kg. Đây em sẽ cắm vào bật máy test cho các bác và anh em xem luôn. Đấy, cái này lọc ẩm sẽ lọc ẩm to các bác nhé, lọc ẩm to này. Tất cả dùng khớp tháo nối nhanh, anh em đóng khớp vào đây. Anh em đóng khớp vào đây. Đấy, ok chưa? Đây các bác nhìn rõ không ạ? Bây giờ em sẽ, đây hiện tại em đang để mức áp là cái này không nhé, em để mức áp đến 100 cân đi. Thì đến 100 cân nó sẽ tự động dừng lại các bác nhé. Đấy, các bác đây, bật máy lên này. Các bác thấy bơm lên nó nhanh không? Các bác đang bơm rồi các bác nhé. Đấy, con bơm này thì chạy rất chi là êm các bác nhé, chạy rất chi là êm. Em sẽ cùng các bác test cái tính năng tự động ngắt và xem con bơm này.
này bao 100 cân và cũng nhân công cho bác nhé. Đấy. Chắc chắn là combo này sẽ không bao giờ làm cho em là không ổn. Vì thực tế là khách hàng sử dụng quá là ok và chất lượng cho bác đấy. Có thể nói là chất tiền đẳng cấp từ cái combo này các bác nhé. Các bác cùng theo dõi giúp em nhé. Bao giờ nó lên đến 100 cân máy sẽ tự động điều hòa. Các không có tác động gì vào đâu các bác nhé. Đó, lên đến 100 cân máy tự động dừng lại, các bác nhìn thấy chưa? Đây em vặn van xả áp ra đây nhé. Đấy, các bác thấy nó ra chưa? Các bác thấy con này xịn sò chưa? Quá là xịn sò đúng không? Rất chi đẳng cấp. Có thể nói đây là một cái mẫu bơm trong tầm giá nhé. Khoảng bao nhiêu ạ? 4.500.000 nhé. Đấy, các bác nhìn này. Hiện tại đang ở 100 cân rồi các bác nhé. Đây các bác nhìn có rõ không ạ? Đây em để gần cho bác xem nhé. 100 kg các bác nhé. Đấy, các bác bơm con này 100 kg chắc khoảng độ tầm 30-40 giây thôi đúng không các bác? Khoảng độ tầm 35-40 giây thôi. Đầu bò lớn nó bơm cực kỳ là khỏe cho anh em luôn nhé. Đây cái này là đồng hồ báo nhiệt này. Mình đo thì áp suất nó sẽ hiển thị ở đây mặt đồng hồ này các bác nhé. Đấy. Hiện tại con bơm máy Hyundai đến từ thì em sẽ báo giá công khai cho bác và anh em là 4.500.000 các bác nhé. Bao ship tận nhà đến nơi có kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đặc biệt là trong ngày hôm nay các bác mua thì sẽ được tặng miễn phí một cái khí bơm như này trị giá là 250.000 các bác nhé. Các bác mua một bơm sẽ được tặng một cái khí bơm trị giá 250.000 nhé. Còn các bác nào mua van thì là 850, van Cricket mới nhất 2024 sẽ là 12 đĩa bình carbon Bắc Đa nhé. Giá bao nhiêu ạ? 1.850.000. Còn con bơm máy Yanma là 4.8 các bác nhé. 4.8 đây em sẽ cắm thử cho bác xem con bơm máy Yanma cũng có khả năng test cho bác xem cái tính năng tự ngắt cái cho các bác sướng nhỉ. Đấy. Nhưng con này thì em sẽ test nhanh cho các bác xem nhé. Đấy. Đấy, các bác nhìn màn hình này, màn hình hiển thị kỹ thuật số nhé. Đấy. Các bác tăng giảm cân các bác ấn ở đây, tắt mở các bác ấn ở đây. Đây. Con này thì em sẽ test nhanh, em test ở trên dây bơm cho bác xem cái tính năng tự động ngắt nhé. Đấy. Đây em đang cài 200 cân này, em bật máy xong em nhả tay ra, bơm nó sẽ tự động chạy nhé. Chạy bao giờ đến 200 cân nó sẽ tự động dừng nhé. Đấy. 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 Ổn định đấy, lên đến 200 cân máy tự động dừng lại đúng không? Đấy. Các bác thấy con này quá là chất lượng đúng không? Đấy. Các bác thấy hơi dài như gió như bão luôn đấy, gầm rú rất chìa két nhé. Đấy, khớp tháo nối nhanh rất chìa tiện, nhanh như điện, tiện như quần chun các bác nhé. Các bác nhìn này, các bác nhìn cái con màn hình này các bác đã sướng quá đẳng cấp đúng không? Nó sẽ hiển thị nhiệt độ này, mức áp, mức cân hiển thị hết ở đây nhé. Anh em cài cân muốn tăng cân thì các bác ấn cộng này, giảm cân ấn trừ này, mở thì các bác ấn một cái ở đây, tắt các bác ấn một cái ở đây. Cái này là nút thắt mở của nguồn các bác nhé. Đấy. Hiện tại con bơm Yanma thì sẽ đang được bên em giao dịch và công khai 4.800.000 các bác nhé. 4.800.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Con bơm máy Hyundai giá sẽ là 4.500.000 các bác nhé. Các bác nhé, 4.500.000. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé.